Trong những ngày này, các chuyến xe chở hàng rau củ quả liên tục được thành phố cùng các đơn vị tài trợ vận chuyển từ phía Nam vào để cung ứng cho người dân. Với số lượng lên đến hàng chục tấn trên mỗi chuyến hàng, các địa phương huy động tối đa lực lượng tham gia bốc xếp rau củ để kịp thời phân bổ đến người dân, ghi nhận tại quận Thanh Khê trong tối qua. Ngay khi ba xe hàng về đến địa điểm tập kết tại công viên 29 tháng 3, quận Thanh Khê đã bố trí sẵn lực lượng để nhanh chóng bốc xếp rau củ quả xuống các xe nhỏ để phân phối đến các khu dân cư, nhằm đảm bảo độ tươi xanh của rau củ cũng như kịp thời cung ứng cho người dân. Ngoài lực lượng chốt trực tại địa phương, Ban Chỉ huy quân sự quận Thanh Khê cũng tăng cường quân số tại các điểm để tham gia hỗ trợ, đội bốc xếp luôn trong tư thế sẵn sàng, xe hàng về giờ nào là triển khai ngay giờ đó, kể cả trong đêm hay mưa gió như thế này. Về điều kiện công việc thì cơ quan quân sự quận cũng đã phân tán rất nhiều quân số, đi làm rất nhiều nhiệm vụ ở các khu vực khác nhau. Ví dụ như ở các khu cách ly cũng phải có quân số và chốt ở các khu vực, các điểm chốt đều có. Mặc dù là quân số phân tán nhưng cơ quan quân sự quận cũng đã tập trung mọi nỗ lực và tập trung mọi cái nhân lực để sắp xếp làm sao phù hợp, tạo điều kiện để cho các công việc đều hoàn thành tốt, đặc biệt là công việc giúp đỡ bà con trong phòng chống dịch như là phân phối hàng hóa như hiện nay. Lãnh đạo quận Thanh Khê cho biết, đến nay quận đã tiếp nhận được khoảng 700 tấn rau củ quả các loại để phân bổ các khu dân cư trong những ngày qua. Với số lượng hàng lớn, công tác bốc xếp đòi hỏi sự khẩn trương, kịp thời. Từ ngày 23 tháng 8 đến hiện nay thì Thanh Khê tiếp nhận khoảng 700 tấn rau củ quả. Trong đó thì cái đơn vị tài trợ của Sun Group là 400 tấn, đơn vị Phương Trang là 300 tấn và 10 tấn là của thành phố hỗ trợ về. Thì hiện nay thì chúng tôi đã các hàng về thì đều được phân bổ đến các cái phường, rồi sau đó phường phân bổ đến các cái khu dân cư.